Thưa quý vị, lực lượng cứu hộ Philippines cho biết rằng bão Sao La vừa quét qua miền đông bắc của quốc gia này đã gây lũ lụt diện rộng, buộc hàng trăm người phải di dời. Bão Sao La đổ bộ vào khu vực phía đông bắc của đảo chính Luzon với sức gió lên tới 185 km/h. Bão gây mưa lớn, gió giật mạnh, gần 500 người tại 4 địa điểm có nguy cơ cao ở một thị trấn thuộc tỉnh Cagayan đã phải đi sơ tán. Hệ thống điện và thông tin liên lạc tạm thời bị gián đoạn ở một số địa phương. Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cho biết bão Sao La di chuyển theo hướng nam và sẽ gây ảnh hưởng ở các vùng ven biển thay vì đổ bộ vào đất liền. Trong bão tiềm ẩn nguy cơ mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan thời tiết cũng dự báo lượng mưa lên tới 200 mm dọc bờ biển Cagayan trong những ngày tới.